Sống trong cuộc đời này đừng bao giờ cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này, nhớ nghe. Nếu mình cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này, vậy thì tự nhiên chúng ta bị bế tắc luôn. Chúng ta nghĩ mình quá thảm thương, bây giờ mình là người khổ nhất trong cuộc đời này. Không ai khổ bằng mình. Có rất nhiều cô hay nhiều chú gặp cái khổ trong cuộc đời này, nói rằng là tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này nè. Phải nhớ nghe, ai đến thế gian này giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ, khỏe mạnh cũng khổ mà bệnh hoạn cũng khổ, ai cũng khổ hết trơn. Đã đến thế gian này là khổ, khổ, khổ. Đừng có cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này nghe. Đó, bây giờ gặp Phật Pháp rồi đã đặc biệt đó. Cô nói rằng đừng cho mình là người khổ nhất. Mình không có gì là thiệt thòi. Nghe Phật Pháp rồi cô nói một câu, mình không có gì là thiệt thòi. Ghê chưa? Phải đúng không? Bây giờ học Phật Pháp hỏi kỹ là phải rõ ràng là mình không có thiệt thòi đúng không? Bây giờ dù mình thương chồng cỡ nào đi chăng, nếu mà chồng hắt hủi mình, đừng có cho mình thiệt thòi. Phật Pháp chúng ta nghe thì phải tin sâu nhân quả. Phật Pháp thông ba đời. Nên Phật nói trong kinh rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Như vậy thì chúng ta không có thiệt thòi. Bây giờ đời này chúng ta nhiệt tình hết lòng với người ta, mà người ta hắt hủi, người ta chửi mắng, người ta xem thường mình, người ta không thương mình, mà lạ tay người ta đi thương cái người hắt hủi người ta. Có không? Thế gian này có không? Có cái việc mà bây giờ cái người thương hết lòng hết dạ thì mình bỏ rơi, mà mình đi thương cái người bỏ rơi mình. Cái người chân thật với mình thì mình lại bỏ rơi người ta, mà mình đi thương cái người hắt hủi, cái người mà gạt gẫm mình thì mình hết lòng mình thương yêu. Nó cái nhân quả nó lạ lắm. Nên nhớ cái câu, nghe cái cô này cũng nghe Phật Pháp đó, tự nhiên cô phát huy ra được nhiều cái câu đó. Đừng cho rằng mình thiệt thòi, không có thiệt thòi đâu. Đó. Rồi cô nói tiếp tục nè. Sống vui một ngày, bình an một ngày. Sống vui một ngày, bình an một ngày. Những đức thường nói rằng á, cái niềm vui của hiện tại chúng ta đang có được nè, là biết niệm Phật, nghe Phật Pháp, tin nhân quả, có thể biết hướng thiện. Vậy thì tại sao chúng ta không sống vui một ngày để bình an một ngày? Bao nhiêu con người hiện tại người ta đang sống lo âu, sợ hãi không? Còn tại sao chúng ta là người học Phật không sống bình an của ngày hôm nay đi? Còn cái gì nó đến thì nó sẽ đến, mà nhờ cái bình an của ngày hôm nay nó sẽ thúc đẩy cái việc chúng ta bình an của ngày mai. Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta không được bình an mà muốn cầu cái bình an của ngày mai, có không? Không có đâu quý vị à. Không có đâu. Nên con người chúng ta có thể biết bình an của ngày hôm nay thì ngày mai sẽ bình an, ngày mốt sẽ bình an, ngày nào cũng là bình an. Nhờ cái tâm bình an tích tụ năng lượng nên chúng ta thường sống những ngày tháng bình an. Đó. Mà muốn bình an thì phải làm sao? Niệm Phật. Niệm Phật. Cái này là cái vô cùng quan trọng, vì nhớ Phật chuyển nghiệp. Nhớ Phật chuyển nghiệp, quý vị nhớ cái thứ gì nó cũng là khổ đau hết. Chỉ có nhớ ai Di Đà Phật thì chuyển hết cái nghiệp khổ đau thôi. Quý vị phải nhớ nè, tất cả cái tạo trong cái cuộc đời này đều có cái nghiệp, chỉ có niệm Phật là tịnh nghiệp. Chỉ có đúng niệm Phật là tịnh nghiệp. Xây chùa cũng tạo nghiệp, độ chúng cũng tạo nghiệp, bố thí cúng dường cũng tạo nghiệp, cạo đầu xuất gia cho người cũng tạo nghiệp, cái gì cũng tạo nghiệp, chỉ có niệm Phật là tịnh nghiệp. Nếu như tất cả những người nào làm những việc này bình tĩnh suy nghĩ trong việc làm đi rồi sẽ biết. Chỉ có đúng niệm Phật là tịnh nghiệp, tất cả những việc khác đều tạo nghiệp. Quý vị không nghe Hòa Thượng mình nói hả? Tôi xây chùa bao nhiêu chục năm nay, bây giờ con này con kia nó cắn trong xương trong thịt tôi á, phải tạo nghiệp không? Móc bao nhiêu cái móng nó giết bao nhiêu con vật, quý vị cúng dường tiền cho Hòa Thượng làm là quý vị tạo cái phước báo, đừng nghĩ tới gì nữa cả. Cứ cúng dường rồi Hòa Thượng chăng thật làm, cúng dường Hòa Thượng làm. Có người đứng ra làm, xây ngôi chùa cho chúng ta, có chỗ chúng ta ở, chúng ta tu hành, chúng ta tạo cái phước thiện đó, chúng ta không cần dính mắc tới, thì đúng là phước duyên thù thắng, khỏe vô cùng. Còn Hòa Thượng đi xây, phải ngồi coi công trình, phải ngồi đắn đo cái sự việc xây dựng, rồi phải chấm công, rồi coi người ta coi có thật lòng hay không, xây có chất lượng hay không, đủ chuyện tạo nghiệp trong cái xây chùa. Đủ cái tạo nghiệp trong cái xây chùa, ghê không? Nó... Nên vì sao Đức Phật A Di Đà ngày dùng cái bổ nguyện là niệm Phật để cầu sanh cực lạc, niệm Phật là tiếp dẫn giảng sanh, sao ngài không dùng cái nguyện là xây chùa để ngài tiếp dẫn, thuyết pháp để ngài tiếp dẫn, cúng dường để ngài tiếp dẫn,
đi bố thí cúng dường chỗ này chỗ kia để ngài tiếp dẫn. Không, ngài không có dùng cái nguyện đó, ngài không có dùng cái nguyện đó để tiếp dẫn chúng sanh, mà ngài dạy chúng ta niệm Phật ngài tiếp dẫn. Vậy thì chúng ta chân thật niệm Phật thì ngài tiếp dẫn. Mà cái người chân thật niệm Phật thì cái người sẽ phát cái tâm thiện để sống cuộc đời có ý nghĩa và làm những việc lợi ích trong cuộc đời này. Tự nhiên niệm Phật sẽ làm những việc thiện, tất cả những việc thiện nó làm xong đều quy về niệm A Di Đà Phật. Những việc thiện nó làm xong rồi quên, chúng ta chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc, như vậy thì vô cùng an vui và tự tại. Hay vô cùng, thấy không? Bởi vì chúng ta mà học Phật pháp mà nếu mà không có người giải thích rõ ràng cho mình nghe thì chúng ta có khi dù cả xuất gia đi chăng nữa cũng dính sạch nhách hết chứ. Quý vị phải nhớ đó. Nên tại sao những đức mỗi ngày còn có thể vui được? Do lấy niệm Phật làm chính. Do lấy niệm Phật làm chính mà được vui nè. Nên những đức sống vui vẻ là nhờ lấy niệm Phật làm chính. Tất cả các việc khác những đức cứ hết lòng làm xong những đức quên mất tiêu. Bây giờ từ từ càng niệm Phật thì càng lại phát tâm ra. Bây giờ thương yêu các cụ già, lo lắng cho các cụ già. Những đức nói rằng sau này cái ngôi chùa mới, những đức hạ xuống cấp cho nhiều người được ở. Bây giờ ba điểm chùa chúng ta là khung đến mức mà nhiều người mà họ không đi đến đây, họ nghe những đức làm một số điều những đức nói người ta sợ. Nói mà nghe không xài điện thoại, không giữ tiền, không về nhà, vô đóng cửa cái rụp. Rồi ăn đúng giờ giác, rồi đói cũng không cho ăn, bệnh không cho uống thuốc. Họ nghe họ sợ, hú hồn hết chứ. Có mấy vị ở trên Đà Lạt, anh biết những đức nhiều dữ lắm. Vậy đó mà muốn đi xuống dưới đây ở, vậy mà nói nhau. Thôi, muốn xuống đó dữ lắm. Muốn xuống đó tu giảng sanh lắm mà nghe ông thầy Đức sợ ông lắm. Tại vì khó quá trời khó, chịu không nổi. Quý vị đi đến đây thấy những đức có khó không? Khó mà bây giờ người ta đến đây đông vậy đó hả? Thì nói là cái khung thôi, nhưng trong cái việc làm là có cái cởi mở, hiểu không? Nhưng mà chỉ nghe thôi, ở từ xa nghe thôi. Một số người ở cốc đồ lớn tuổi đồ muốn về đây tu giáo sợ, nói buông điện thoại là thấy sợ tầm bậy cái chạm. Buông điện thoại sướng muốn chết. Những đức nè không xài điện thoại khỏe quá trời luôn, có xài điện thoại đâu, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó chúng ta học Phật á, học ra một cái tâm an lạc, học ra một cái tâm tự tại. Bây giờ năm nay người ta dám phát tâm lại 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, mình không dám đi lại hả? Mình không dám đi lại hả? Bây giờ một cái cơ ngơ người ta lớn, cực kỳ lớn, vì người ta dám rủ mình về lại, mình có gì đâu sợ. Nên bữa đó những đức có chia sẻ một đoạn ngắn, những đức nói rằng tất cả những cái người mong cầu này cầu kia, cầu thế gian này, mà thường đi đến lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm hay đi đến những pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu, đúng không? Năm nay cơ hội cầu nè, 1500 danh hiệu này lại đi rồi cầu. Cầu con nè, cầu chồng nè, cầu chồng bỏ rượu nè, cầu chồng thương mình nè, nè, cầu đi đủ thứ nè, cầu cho con học giỏi nè, rồi cầu nhiều việc trong cuộc đời này nè, năm nay lại đây. Hả? Lại 1500 danh hiệu đi rồi sẽ thấy. Rồi những người ăn nhậu, những người hư hỏng muốn bỏ cái nghiệp đúng không? Là ở đây lại 1500 danh hiệu đi rồi thấy. Lạ lắm, vi diệu lắm. Đây là cơ hội khó gặp. Khó gặp nó thiệt đó. Vài năm nữa không biết những đức lại nổi hay không. Từ nơi đó năm nay còn có thể. Thì nếu như cái đà này quý vị chân thật phát tâm đi, mỗi một người nên chân thật rủ người khác đi đến đây. Nó nghĩa là gặp một cái nơi mà cũng tinh sâu nhân quả, người ta muốn khuyên quý vị tu để mà nguyện cầu cho cái kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt đi mà. Còn quý vị nói lại 1500 danh hiệu đơn giản lắm hả? Có nhiều nơi người ta lại có 500 danh hiệu mà ngày người ta lại 2-3 lần á. Hoặc là quý thầy quý sư cô ngồi chỗ đọc cho quý vị lại á. Còn ở đây mà người ta đọc sướng lại, tay đánh kẽn, mắt nhìn 3 ngày, chia sẻ Phật pháp 2 ngày nữa, chia sẻ Phật pháp 2 ngày, 3 ngày liên tục vậy đó. Rồi xong rồi lại thêm 3 ngày nữa. Tu này là tu xứng đáng đó. Đi đến đây những đức sắp xếp cho quý vị tu. Thứ 7 là sắp xếp được. Trước nhất
nghỉ được hai ngày thứ bảy chủ nhật rồi đúng không? Xin nghỉ ngày thứ hai luôn, chơi ngày thứ ba nghỉ luôn. Trừ hao đúng không? Nói gia đình ông chồng rồi nói ôi sao mà kỳ vậy? Lại ngày thứ hai mà sao nghỉ luôn ngày thứ ba kỳ cục. Nói ngày thứ ba nghỉ hưởng thụ được không? Mấy ngày kia lễ lại nghe pháp đồ an lạc quá trời, về nghỉ ngơi đấy mà gọi là gì, tâm tư an lạc, tích tụ năng lượng, nghỉ luôn ngày thứ ba đó được không? Các vị biết rằng nghe vị học Phật sao không biết mà học ra cái tâm tự tại đi. Tại sao người ta thích về chùa mình? Cái quan trọng là người ta cảm thấy tự tại, cái quan trọng là người ta thấy cảm thấy bình yên. Những đứa nói rõ ràng với vị nghe, tu cũng bệnh mà không tu cũng bệnh, nhưng cái người tu hành bị bệnh không phải như người không tu. Ủa bệnh nhẹ hả thầy? Vẫn bệnh nặng, nhưng mà sao? Cái tâm không khổ, được không? Tâm không khổ. Còn người mà gọi là không tu thì sợ sệt đủ chuyện. Nó, một gia đình biết tu hành, gia đình có bệnh người ta sẽ lo cho người thân người ta. Gia đình không biết tu hành, bị có bệnh người ta đưa bị đi, khác không? Nó, nên từ nơi đó chúng ta cần nghe Phật pháp hay không? Cần nghe Phật pháp để giải tỏa tâm tư. Nó, nên đừng có nên buồn khổ, đừng có nên trách hờn ai, đừng có trách móc ai, nên niệm Phật mỗi ngày ha ha đi, dễ thương, đúng không? Nó có cái bức tranh bên kia mới in đó, nên cười ha ha đi, có chú tiểu mặt dễ thương. Ai chưa có tượng Phật thì bữa nay thỉnh những bộ tượng Phật Tam Thánh, người ta mới cúng dường đẹp lắm. Với chùa tượng chùa mình á, còn tượng Tam Thánh nguyên bộ là người ta cúng dường nhỏ hơn tượng chùa mình mà đẹp lắm nha. Mấy bộ đẹp vô cùng luôn. Ở bên đó nó cúng bên bển á. Bây giờ chuyển cái phòng đặt máy nghe pháp bên kia quý vị. Nét bên kia. Mới vừa về máy niệm Phật 5.000 cái. Hy hữu khó về lắm á nghe quý vị. Không dễ đâu. Bây giờ máy nghe pháp, máy niệm Phật đặt là chẳng ai đó. Nên bây giờ không có gỡ đi xa, tại vì khó quá, khó gỡ quá. Gỡ đi rồi chuyển hàng tới lui, chuyển tới chuyển lui hoài bất tiện vô cục, để từ từ coi sao. Còn giờ quý vị về đây với ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm cho ta đặt tại chỗ luôn đi. Nhưng Đức thấy chiếc máy niệm Phật nhỏ nhỏ này nó hay mà nó bền, công nhận thiệt. Đi đâu cũng đeo bên cạnh mình hết trơn á. Lỡ mà đi ra đường gặp xe nó hung mình một cái rầm, chiếc máy niệm Phật niệm A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. Mình nằm đó mình nói giờ này chỉ có thầy làm bạn với con thôi. Xe hùng cái rồng cái tự nhiên nằm kế bên. Chồng tôi đâu, con tôi đâu, của cải tôi đâu, bạn bè tôi đâu, trời ơi giờ này chỉ có thầy A Di Đà Phật ở bên cạnh con, thầy ơi thầy. Đúng không? Nó hoặc là đi đâu mà sợ sệt cái gì đó, cái máy bên cạnh á, những đức cứ ở bên cạnh quý vị á, ở bên cạnh quý vị á, trời kế bên cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy chưa? Ôi đúng là chiếc máy này nó hay, công nhận thì kết duyên cho chúng sanh chiếc máy này, công nhận là hay. Nó có nhiều bà nói thầy ơi thầy, chiếc máy của thầy có chút xíu mà có khi con làm con sợ bị rớt, có khi con đem con lộn trong quần mà cho thầy niệm Phật ở trong đó. Có tội không thầy? Những đức nói bà lộn ở đâu bà lộn, kệ bà, miễn niệm Phật được. Bà hỏi vậy đó trời, nhiều bà có thiệt thà. Cái máy nhỏ xíu mà bây giờ có khi nó không có sợi dây, cái bà lấy bà lộn quần bỏng túi, bà lấy kim tay bà xíu bà xiên lại bỏng túi trong á. Còn có nhiều bà nói rằng con để cái máy tuốt trong cái ngực con luôn thầy, có tội không thầy? Những đức nào không có gì tội chứ nha, bà để tôi đâu cũng được, miễn tôi niệm Phật là được. Đúng không? Nên từ nơi đó vị thấy công nhận là cái người tu hành tự tại chưa, vô cùng tự tại. Đã niệm có vật hiệu này là tự tại à, niệm có vật hiệu này là an vui à. Nên mới gọi là học tập là Phật pháp là cái gì? Niệm Phật có thể chuyển cái khổ trong cuộc đời, đặc biệt thiệt. Tiền bạc không chuyển được, danh tiếng không chuyển được, vợ đẹp con xinh không chuyển được, của cải vật chất, nhà cao cửa rộng, chùa to Phật lớn không chuyển được, chỉ có niệm Phật chuyển được cái khổ. Hay, quá hay đó. Nên chúng ta hai thời sáng tối dụng công tu, mỗi ngày nghe chia sẻ Phật pháp hai thời, chân thật mà làm. Nó bây giờ tượng Phật tặng cho quý vị, mỗi nhà là một ngôi chùa nhỏ nghe. Ai không có tượng Phật là về đây thỉnh đi, để mỗi gia đình là một ngôi chùa nhỏ. Có hai vợ chồng này công nhận hay, hai vợ chồng sống hạnh phúc vô cùng.
quý vị biết rằng có hai đứa con lớn rồi, có vợ có chồng đâu vào đó hết trơn, hai vợ chồng sống nhau nha. Nghe những đức chia sẻ Phật pháp mà quý vị nghĩ đi, nhiều năm nay mà đến đây chỉ có 3 lần gặp những đức thôi, vậy đó mà ở nhà dụng công tu hai thời sáng tối, nghe những đức chia sẻ Phật pháp điều rang như vậy mà ở nhà tu. Người chồng nói rằng bước vào nhà con 4 tầng thầy biết rằng bước vào là nghe thầy niệm Phật từ trên tới dưới luôn. Hai vợ chồng con á, một người là dạy học, một người là làm công việc gì cũng là trí thức đó. Thì quý vị biết rằng là buổi sáng hai vợ chồng chuẩn bị đi làm, cái quỳ trước Phật, cái đảnh lễ Phật ba lại, xong cái nói với Phật rằng Phật ơi con đi làm, xong cái đi làm gì cái đảnh lễ Phật ba lại, cái dạ Phật ơi con đi về nhà mới về. Hay ghê thiệt chứ. Cái cách này rất là hay, giống như Phật là người trong gia đình mình vậy đó, Phật là người trong nhà mình cùng với Phật gần gũi vô cùng. Vậy thì mình gần gũi Phật như vậy, vậy cặn tử nghiệp chúng ta niệm Phật làm gì Phật không rước. Có nhiều người niệm Phật một câu Phật hiệu này lạ thay, họ niệm họ có nói gì nè quý vị, không biết niệm Phật Phật có rước không. Quý vị nghe câu này nè nghe, niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Nếu như chúng ta xen vào cái việc của Phật làm, vậy thì chúng ta tu pháp tự lực. Còn nếu như chúng ta chỉ cần nghe lời chân thật niệm Phật, tín nguyện kiên cố mà niệm Phật như vậy thì chắc chắn Phật tiếp dẫn là đúng tu pháp nhị lực. Tự lực là mình tin mình niệm Phật, còn nhị lực là có tha lực Phật ấy là tiếp dẫn chúng ta tu tịnh độ là đúng rồi đó. Nên người tu pháp môn tịnh độ này phải nhớ rằng mình cứ chân thật niệm Phật là chuyện của mình, cứ nghe lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, niệm A Di Đà Phật là Phật rước, rồi tin vào bổn nguyện Di Đà là niệm danh hiệu ngày ngày rước. Chúng ta cứ chân thật làm như vậy, còn cái việc làm của Đức Phật A Di Đà là ngài làm, là ngài rước mình, là ngài hứa rồi. Nếu như ngài không rước thì ngài nguyện không thành Phật, nhưng ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi. Như vậy thì mỗi một cái lời nguyện của ngài là chân thật, không có gì sai, yên tâm đi. Đó. Còn rất là nhiều người dụng công tu cứ nghĩ rằng bây giờ tôi phải tu làm sao để mà tôi niệm Phật mà không còn vọng niệm nữa, rồi tôi niệm Phật mà công phu đắc lực gì này kia. Khỏi cần suy nghĩ đến chỗ này. Phải nhớ chúng ta niệm Phật là Phật tiếp dẫn, Bồ Tát niệm Phật là Phật tiếp dẫn, Bậc A-la-hán niệm Phật là A-la-hán Phật tiếp dẫn. Như vậy thì ai niệm Phật, Phật cũng đến tiếp dẫn. Phật A-di-đà là người dẫn đường dẫn đi. Nên chúng ta chỉ cần chân thật niệm Phật, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, hay là phiền não nhiều, phiền não ít gì, chúng ta cứ chân thật niệm Phật thì Phật tiếp dẫn. Nhớ nghe, nghe gì tự nhiên mình thấy mình có cơ hội rồi đó. Còn có nhiều người nào là muốn dụng công để đạt công phu gì đó, rồi bớt vọng niệm gì đó, để bớt phiền não gì đó, niệm Phật mà cứ nghĩ những thứ đó không à. Thôi bây giờ chúng ta cứ lo niệm Phật, chúng ta cứ nghĩ Phật, chúng ta niệm Phật đi. Và tự nhiên lâu ngày tất cả những cái thứ kia nó yếu đi, nó nhẹ đi, tự nó đi mất tiêu. Cứ tin như vậy đi, chính Nhân Đức thấy rõ ràng nè. Nhân Đức niệm một câu Phật hiệu Nhân Đức an lạc nè. Làm bao nhiêu việc mà vẫn vui vẻ, tự tại, không bực bội, lo âu nặng nề gì cả là nhờ niệm Phật mà ra chứ ở đâu. Đó quý vị, bây giờ nguyên một thời gian không đi đến đây, đi đến đây gặp Nhân Đức cũng như xưa. Cái gì khác đâu, đúng không? Chúng ta gặp lại cũng là tự tại vui vẻ. Trời ơi, năm nay ăn Tết mà mấy cái chương trình mà sinh hoạt mà những ngày Tết bị coi đi vui gì đâu à. Vui muốn rụng răng luôn. Nên từ nơi đó mà cười gì đâu mà quá trời cười luôn quý vị. Cái niềm vui nó đặc biệt gì đâu à, gì nó vui tự nhiên lắm kìa. Mà mấy bà già trong chùa mình 80-90 tuổi, mấy bà còn hứng lắm nha. Trời ơi, bà nhảy nhạc tưng tưng vậy này. Mỗi người nhảy mỗi kiểu, không biết điệu nhạc gì luôn à, mà vui lạ lắm đó. Nên từ nơi đó mà đi về đây cảm thấy là tự nhiên mình hưởng được cái bình an. Nên những đức nói rằng đây là đại gia đình của chúng ta nè, ngôi nhà chung của chúng ta nè quý vị. Nên tất cả các cụ già khắp nơi nơi á, các cụ có cơ hội về đây để ở nương tựa tu hành rồi đó. Bây giờ xây dựng thêm là mình có cơ hội được có nhiều chỗ ở nơi. Mấy bữa trước có cái đài truyền hình ở Vũng Tàu mình, người ta xuống đây, người ta quay một đoạn ngắn, người ta làm một cái ký sự ngắn gì chùa mình á, là cái đó là mấy cái người mà đài truyền hình á người ta làm á.
Rồi có một số nhà báo người ta đến đây người ta hỏi han một số việc trong chùa mình. Rồi người ta viết mấy cái đoạn mà ta chụp hình, ta viết mấy cái đoạn báo quý vị, ta gỡ lên mạng. Và chính họ nói rõ ràng một câu nghe, những đức thiện có tiếp xúc họ mà một số quý thầy trong chùa mình, một số mấy cô, là khi mà họ phỏng vấn, họ nói chuyện thì bắt đầu họ nói rằng lạ thay, ở đây nuôi nhiều người già như vậy mà sao bước vào trong đây cái từ trường nó nhẹ quá. Chính chúng tôi cũng biết rất nhiều nơi về cái việc diện dưỡng lão, nhưng mà bước vào rất nặng nề và hôi hám vô cùng. Mà ở đây thì sạch sẽ, mà bước vào phòng quá sạch sẽ. Và mấy cụ ở đây vui quá, nhìn cụ nào cũng rạng rỡ dễ thương quá. Đó là chính người ta không có tu đó nghe, mà ta còn cảm giác được điều này đó. Đó. Có nghĩa là cái người niệm Phật lạ lắm quý vị ơi. Chính rõ ràng như đức bữa đó nhìn nè, một cái bà cụ ở ngoài đời nghe quý vị, không biết tu hành gì, đứa con biết tu mà muốn đưa bà mẹ vô đây, mà tự nhiên cũng đưa bà mẹ vô đây, nghe bà mẹ chín mấy tuổi. Rồi kế đó là bà cụ 10 mình cũng nằm kế bên, mà cái bà cụ kia bà còn khỏe hơn bà cụ 10 mình nữa. Trời ơi, mà nhìn cái bà cụ kia cái mặt thấy ghê lắm quý vị ơi. Đúng là cái người không niệm Phật mà già nhìn kinh khủng lắm kìa. Còn bà cụ 10 mình tự nhiên mình lỡ mình nói bà cụ, bà niệm Phật cái bà cụ. Cái bà này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bà làm gì đó, ở kia nói trời sao? Thấy thầy, sao mấy bà già trong chùa có nằm chỗ mà cũng dễ thương á thầy ơi, ngủ quá à. Còn mẹ con mà bây giờ thầy coi kìa, bà cứ là bà nằm bà nói chào tao đâu rồi, tiền tao nhét ở đây đâu mất tiêu rồi. À vậy đó, bà cứ như vậy đó quý vị. Mà tâm trạng bà nặng nề lắm kìa. Còn bà cụ 10 mình á, bà vừa gặp bà nói chào thầy, khỏe không thầy? Làm vậy đó, mình kêu bà niệm Phật đi, bà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ờ à, thử đi quý vị, vô phòng một niệm thấy bà cụ 10 bà nằm chỗ ôm nhóm nhách á, vô đó thử coi thử đi, phải không? Nó rõ ràng rất là lạ. Nên cái người mà niệm Phật là cái người an lạc vui vẻ quý vị, vui vẻ và tự tại là ngay cái chỗ niệm Phật và chuyển hóa được cái số mệnh trong cái cuộc đời của mình. Nên cái cô đó đó quý vị nghĩ đi, mà bị tức một cái mà cái miệng câm luôn, gia đạo quý vị biết rằng là sắc xanh đó mà ra đó, câm một cái là đi đến bác sĩ khám bệnh này kia, bác sĩ đông y tây y nói không biết bệnh gì hết trơn, không biết bệnh gì hết trơn á. Rồi có một cái ông thầy, ông nói một câu gì nè, bệnh này tự cô mà trị cô đi. Ý nói rằng là cô tạo cái nghiệp chướng này, cô tự mà tu chuyển nghiệp đi, nghe không? Vậy mà cổ niệm, bắt đầu cổ niệm Phật cái mà nãy giờ cô nói mấy câu. Rồi cô nói câu tiếp tục nè, cảm ơn cha mẹ cho con thăng tứ đại, con xin cảm ơn những gì đang có, con gỡ lời đến mọi người gần xa, ai làm nghề buôn bán sát sanh nên dừng lại chuyển nghề, làm nghề khác không đói đâu, làm nghề khác không đói đâu. Tại vì nhà phải làm nghề sát sanh á, mà khổ vô cùng, bệnh đau chết tùm lum. Khi mà nhà còn có cái vườn rau mà trồng rau thôi, bà đi bán rau thôi, mà nó không đói mà nó còn ổn định gia đình, nên bà nói là nên chuyển cái nghề sát sanh đi, làm nghề khác, bán rau bán hột é không đói đâu. À, nè, những đức chia sẻ Phật pháp hoài, có một cái cô làm nghề đập đầu cá đó, cô nói một ngày kiếm được nhiều tiền đó, vậy mà cái thân thể bực bội khó chịu, nó không có thành bao nhiêu tiền, vậy mà đi đến chùa mình tu rồi cuối cùng chuyển qua bán hột é đó, vậy mà cuối cùng ổn định, mà bán hột é cũng có lỗ gì, nó có lời tiền bạc nữa chứ, mà nhẹ nhàng đó. Quý vị biết rằng cái nghề mà không sát sanh đó nghe, là tự nhiên cái phước nó tăng. Nhưng nhớ nè, bán bất cứ một cái gì cứ để cái máy niệm Phật ngay trong cái bàn đó đó. Ừ, bán cái gì cũng để cái máy niệm Phật ngay cái bàn. Bán vàng cũng để niệm Phật nữa. Bán cái thứ gì cũng để cái máy niệm Phật ngay cái bàn đó đó. Mỗi một con người, người ta đến, người ta mua đồ, người ta nghe được một câu Phật hiệu đó là quý vị chồng cái thiện duyên người ta đắc độ về sau đó. Nên đeo cái máy niệm Phật á, đeo đi vòng ngoài chợ, ngày nào cũng đi ra chợ á, quý vị biết rằng quý vị tu phước duyên biết bao nhiêu nói chưa? Họ giúp cho người ta nghe một câu Phật hiệu là gieo cái duyên đắc độ về sau. Quý vị coi tại sao chùa mình ngay cái cổng chùa rồi này kia bắt niệm Phật lớn gì? Rồi bên kia cái bảo tháp như đức để cái máy niệm Phật nó quay ra ngoài đường đấy chứ. Bên kia bên này Tùng Lâm quay ra ngoài đường chi à? Để cho kẻ đi qua, người đi lại, người ta nghe câu Phật hiệu mà người ta gieo được cái thiện duyên,
Nhưng nhớ nha, cái nơi nào mà quý vị biết xe đụng đồ mà tai nạn đồ liên miên ngay cái chỗ đó đó, cái chỗ đó mà năm nào cũng xe đụng có chết người à. Vì thử đi để một cái máy niệm Phật nơi đó đi, cho nó niệm chỗ đó đi, rồi quý vị sẽ thấy à, tức khắc chuyển hóa liền, chuyển hóa liền, nơi đó từ từ không còn xe đụng nữa, 100% luôn đó. Đó nên từ nơi đó mà câu Phật hiệu này không thể nào giải thích nổi đâu quý vị ơi, vi diệu lắm. Trời ơi, bao nhiêu trăm con người mà quý vị nghĩ đi, mà nguyên một cái mùa dịch mà người ta vẫn sống ổn định, quý vị nghĩ cỡ nào chưa. Đó nên mà hàng Phật tử đi về chùa mình tu, quý vị chỉ cần cảm giác được cái câu Phật hiệu này mà về nhà áp dụng thôi, chỉ cần đi đứng nằm ngồi thôi, cái câu Phật hiệu này nhà Đức nói hoài, nhà Đức nói tán thán hoài, ai nói nhàm kệ người ta, tôi tán thán hoài, không nói vòng vo chứ tôi không chuyển phương pháp gì chứ á, ai chuyển thì tôi không có chuyển, chỉ cảm giác được rồi. Trời ơi, chuyển làm gì. Nên quý vị mà nghe những Đức mà nói gì, quý vị cứ chân thật mà niệm Phật đi. Chừng nào mà những Đức chuyển phương pháp, vì nói thôi thầy chuyển kệ thầy, thầy chuyển kệ cha thầy, con không chuyển, cho thẳng luôn, nói gì cho nó nhắn mạnh quá. Chứ bây giờ những Đức đang tu, vậy mai mốt những Đức chuyển, những Đức dẫn quý vị một đám đi, cuối cùng cứ là chuyển hoài, quay quý vị như trong trống vậy, dại quá. Tôi đi học Phật với người khác nè, tôi quyết tâm tôi niệm Phật, ai có chuyển kệ họ, tôi không bao giờ chuyển. Tại vì tôi nhắm mục tiêu, tôi thấy rằng niệm Phật tôi làm được, tôi khuyên người ta làm được, và ai cũng niệm Phật được nè. Đặc biệt vô cùng chuyển của phương pháp khác sao làm được, chính mình cũng làm không được, đừng nói chi mà dạy người ta. Khó là không có làm được đâu quý vị ơi. Những Đức nói thật với quý vị nghe, bây giờ quý vị đọc sách của Ấn Tổ thôi quý vị đã làm không được rồi. Tôi đã khảo sát qua rồi, tôi biết rồi, đúng là cái căn tính con người bây giờ tệ vô cùng, cái căn tính chúng ta bây giờ bèo lắm. Bây giờ quý vị nghe tịnh độ mà quý vị nghe, quý vị không muốn niệm Phật thì làm sao có cơ hội, nghe mà muốn niệm Phật mới có cơ hội, còn nghe mà không muốn niệm Phật thì sao có cơ hội. Bây giờ quý vị có nghe hay cỡ nào mà không muốn niệm Phật. Có nhiều người cũng giảng về tịnh độ, trời, nói một cái là mình hết muốn niệm Phật luôn vậy đó. Họ nói về cái chuyện niệm Phật nó thâm sâu quá trời ơi. Nói về niệm Phật thâm sâu quá, người ta nghe một cái là thôi, chịu thua. Tại sao mà những Đức đưa ra cái thời khóa tu cho nhiều người mà người ta tiếp nhận được? Tu tính rồi. Trời ơi, ở trong chùa này nè, tu không có bao nhiêu mà họ còn giỏi, thì chứ đừng có nói mà đưa cái thời khóa ra một đống cho cái người ở nhà. Đưa thời khóa cho người ở nhà mà tầm lum chân đố mà quý vị dụng công tu được á. Nên những Đức đã tính rồi và xem căn tính chúng sanh rõ ràng, chính mình và nhìn người rõ ràng rồi, nên đưa cái thời khóa gọn khỏe tu được, nhưng mà món ăn ăn hoài không ngán, còn hơn là đưa ra một đống mà cuối cùng không tu. Không tu cũng bằng không à. Nên từ nơi đó cái quan trọng của chúng ta là gì? Cứ cô động ngay cái câu gì? Câu Phật hiệu. Nói cái câu kia ở Phú Yên rõ ràng không? Nếu không niệm Phật làm sao cô được như vậy? Cái người như vậy thì chỉ cái gì bây giờ? Phải là ta niệm Phật được chuyển hóa cái số mệnh cuộc đời không? Bây giờ cổ gặp những đứa con nói thầy, con xin thầy cho con vô đây con ở luôn thầy ơi. Rồi con về rồi con nói với mẹ con đưa mẹ con vô đây luôn, để con phụng dưỡng mẹ con trong đây. Những Đức nói tốt, đưa mẹ vô đây. Sau này mà những người mà già, mẹ cha già đồ đó, con cái nên chân thật phát tâm đưa vô đây. Những Đức lo hết trơn rồi, quý vị cứ đưa vô đây, quý vị lo thôi. Lo là gì? Cha mẹ tắm, cha mẹ đi tiểu vệ sinh, đi cầu, quý vị thay đồ cho cha mẹ, tả lót đồ Những Đức mua hết cho. Những Đức lo hết trơn, quý vị không có tốn tiền cắt nào đâu. Quý vị chỉ là người làm con lo cho mẹ cha thôi. Tại vì nếu kêu những Đức đi kiếm cái nhân sự trẻ mà để mà vài trăm người không có đơn giản đâu quý vị ơi. Bây giờ ở đây những Đức gầy dựng dữ lắm luôn á. Cái khu ở đây được 5 cô đang phát tâm nuôi người già, mà 5 cô này lo được cho khoảng 40 cụ già. 5 cô nuôi 40 bà già. Ở ngoài đời một bà già mà mướn một người làm mà chẳng ai để nuôi. Mà tại sao trong chùa mình 5 cô mà lo cho được 40 cụ già? Vì mấy bà già trong chùa dễ nuôi, thế bà rất là dễ nuôi, cho ăn sao cũng ăn được chứ á. Nó dễ ăn lắm, ăn chay mà ăn liềm liệm mà, bột sữa đồ pha ực vậy đó, ngộ lắm, dễ ăn lắm. Còn mấy bà già ngoài đời khó ăn, câu có khó chịu, còn mấy bà cụ già mình dễ chịu. Chỉ cần như Đức bước vào, như Đức nói chuyện chơi một chút là cười hú hí rồi đó.
lạ vậy đó. Nên từ nơi đó mà các cô rất là dễ nuôi. Nó nên tất cả những người có cha mẹ già yếu đồ sau này nè, cái ngôi chùa bên kia là quý vị vô, quý vị được phụng dưỡng cha mẹ. Bây giờ mình tạo điều kiện cho con cái phụng dưỡng cha mẹ đi quý vị. Thật sự mà nói, chúng ta làm con mà chúng ta báo hiếu cho cha mẹ mình, tuổi già mà được cho cha mẹ mình niệm Phật, rồi cuối cuộc đời cha mẹ mình mà được hộ niệm đưa cha mẹ mình đi, giống hệt như người trong chùa, trong lòng mình mãn nguyện vô cùng luôn. Quá mãn nguyện. Khi lo cho cha mẹ xong rồi, bây giờ mình muốn làm gì đó, mình làm chuyện của mình. Mình bổn phận làm con cũng làm được những việc đó thôi. Bây giờ mình cứ lo giàu nghèo hoài mà mình bỏ bê cha mẹ, đến khi cha mẹ chết đi thì bây giờ chúng ta khóc lóc có được cái gì đâu quý vị. Bây giờ mẹ cha già rồi, mình có cơ hội mình đưa cha mẹ vô chùa, mình dám chấp nhận mình ngưng làm ăn một thời gian luôn để phụng dưỡng cha và mẹ. Những đức nó thật sự, trong kinh Đức Phật dạy mà phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất mà. Nhiều người người ta không biết cái vận may này, người ta đi tiệm vận may đâu không à. Đi tiệm vận may đâu không, những đức nói thật cho quý vị nghe nghe. Nếu cha mẹ quý vị mà tuổi già yếu, quý vị ở nhà chăm lo đó, nhiệt tình chăm lo và niệm Phật á, và đi đến đây mà cộng tu ở trong chùa này, quý vị chăm lo cho cha mẹ mà niệm Phật á, cái công đức còn lớn hơn đi về chùa niệm Phật. Nhưng mà phải niệm Phật được nghe không, chứ ở nhà mà không niệm Phật mà chăm lo mà câu có là không có phước đâu, không có công đức đâu, hiểu không? Phải làm sao mà tu được an lạc vui vẻ, giải thoát được cái tâm thì mà nuôi cha mẹ nó trọn, nó tuyệt vời gì đâu. Còn nếu như cái tâm nó không giải thoát mà nó câu có nặng nề mà nuôi á, thì nó cũng có được cái phước, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng ở trong lục đạo luân hồi, không giải thoát được. Giải thoát mới giải quyết được cái vấn đề cho cha mẹ ông bà, còn không giải thoát là chịu thua. Đây là những điều những đức nói tặng đáy lòng mình với cái cuộc đời mà bây giờ 41 tuổi mà sống không biết chừng nào chết. Bây giờ cố gắng mà làm những ngày hôm nay nè, bắt đầu từ những ngày hôm nay mà chân thật làm. Bởi vì tại sao mà bao nhiêu người già mà về chùa những đức có thể dám gánh quý vị? Tại vì tôi phải dùng cái bản thân này, tôi làm cho xứng đáng tới ngày tôi chết. Xứng đáng. Trời ơi, ngu gì không làm à, ngu gì không làm. Ôi, dùng cái thứ thằng lụ đạn này nè. Tôi chỉ ai nha. Cái thứ thằng lụ đạn này, cái thứ hôi thối, không sử dụng nó hả, để một ngày nào rồi tự nhiên nó cũng bỏ mình hả? Ngu gì không sử dụng nó. Bây giờ nó còn đi, còn chạy, còn nhảy được mà. Mày phải làm gì cho tao? Phải làm thằng Đức cô. Bắt nó làm. Dí Quan Âm cái này mày phải lại 1500 lại cho tao. Mày không lại nói tao đập gãy chân mày. Thấy chưa? Nó, tôi nói câu này tự suy nghĩ đi, nói ai? Thấy không? Không đi lại tao đập gãy chân mày. Đúng không? Tự dùng cái thân này nè, dùng cái thân này để sử dụng nè, để một ngày nào mình chia tay với nó, mình nói tao cảm ơn mày nghe, trong mấy chục năm nay mày làm việc tốt đẹp lắm, được rồi, mày đi đúng rồi đó, được rồi, đi đi con, tao về cực lạc. Được chưa? Ôi, mình là người tu nghe, mất cái thân này đổi cái thân khác tuyệt vời hơn. Cái thân này nghe, lúc mũi chảy nước mũi ra gớm quá, ngủ nghe nước miếng chảy ra, tủi quá, gờ vô cái nách, nghe không, mồ hôi chảy ra, hôi hám quá, tốt nghe, mấy ngày không gọi đầu gào, đầu gào chí, nghe không, lỗ tai quên móc cứt rái, móc cục trong lỗ tai, trời. Mỗi ngày ăn đồ ngon tới chiều đi ra cái ui quá. Ở nhà cầu đây rồi môi nhà cầu. Ôi, khổ quá. Thì thấy chưa? Cũng là chăm lo cho cái thân này, vậy mà cái thân thúi hôi này nè, ai mà chỉ cần nói nó không phải, ai chỉ cần chăm chích nó, ai chỉ cần cái gì không phải với nó là mình đứng ra mình bụp người ta. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Nói thì nghe cười cười vậy mà bình tĩnh suy nghĩ, gác chân lên trán suy nghĩ nghe. Nó suy nghĩ rồi nhìn thấu rồi buông xuống để dùng cái thân này cho xứng đáng. Nên những đức nói năm nay mà lại 1500 lại mà cái người mà biết Phật pháp mà nghe được mà không đi đến lại được, đúng là uổng quý vị thiệt. Những đức nó thật sự tiếc nuối quý vị, tiếc. Cái cơ hội mà chúng ta cùng á, tu chung mà mấy ngày liên tục mà gọi là xứng đáng. Phát tâm đi. Nhà gần chạy đến tu xong chạy về, thì xong chiều chạy đến tu xong chạy về. Nhà gần á, các phái đoàn gần á, chiều chạy đến tu xong chạy về, chấp nhận tốn tiền xe luôn. Sợ gì?
Sợ tu mà sợ gì? Quý vị coi qua cái trận dịch bệnh bao nhiêu người giàu chết, có cầm tiền theo không? Vợ đẹp con xinh gì cầm theo được không? Chúng ta tại sao không tích công lũy đức? Người nào không có tiền, bao tiền xe cho đi luôn. Gan lắm. Trời ơi, bao cho người ta đi tu mà sợ gì? Những đức nói thật với quý vị nghe, họ vô trong cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, họ ngồi trong đó thôi, bây giờ quý vị cũng có phước. Họ ngồi không lẽ không nghe? Ngồi không lẽ không nghe? Đó, bây giờ họ ngồi, họ mỏi chân, họ ngồi, họ, mình lại xuống lại, họ xá một cái. Hết 500 danh hiệu, bây giờ họ cũng là xong 500 danh hiệu của họ. Quý vị nghĩ đi, chỉ cần chân thật phát tâm, ngồi trong đó đi. Lại 1.500 danh hiệu đi, Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày dùng cam lộ, ngày rưới xuống. Quý vị ngồi cho mình hưởng. Sướng quá. Sướng quá đúng không? Chỉ có lộ đẩy xuống, mình ngồi vô đó. Xuống quá xong ác, trời quá cái trời. Tôi thích quá trời thích. Nhưng Đức nói quý vị chỉ cần chân thật phát tâm thôi, đừng có sợ. Đừng có nghe nói 1.500 danh hiệu mà sợ. Quý vị mà lại sau 1.500 danh hiệu nghe quý vị gan vô cùng luôn. Kỳ lắm. Cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, người nhát niệm thành gan, mà người gan niệm thành trí. Lạ lắm. Chứ không phải là gan niệm thành liều nha. Người nhát thì niệm thành gan, mà người gan niệm thành trí. Lạ lắm. Cái người nào mà nhút nhát lo sợ, rồi sợ ma, rồi sợ bệnh này kia, đồ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là tự nhiên nó bình tĩnh à. Trong cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đặc biệt lắm. Đó, nên phát tâm đi, mạnh dạn phát tâm, quỳ trước Phật. Nhưng mà đừng phan ở quỳ sớm quá. Quỳ sớm quá có khi trong cái thời gian này gặp trở ngại, hiểu không? Quý vị thấy năm nào cũng vậy nha. Sắp sửa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mình xuất hiện, mình muốn lại Bồ Tát Quán Thế Âm là có chuyện sẽ đến liền. Thấy không? Thì biết chúng sanh mình thiếu phước kỳ cục cho quý vị. Nhưng mà bây giờ nó không có cái chuyện mà cách ly xã hội á, thì gan hay là nhát là trong thời điểm này. Tôi nhìn mặt quý vị coi ai. Đúng không? Ồ, bây giờ lúc này bị gan hay nhát nè. Nó bị gan hay không nè, lúc này mới biết nè. Lúc này mới biết là tu hay không tu nè em. Đúng không? Từ đó đó nên chân thật còn phát tâm đi. Trời ơi, người ta nè, tao lại hừng hực nè, mà rủ về mà trời lo đủ chuyện, nhưng mà tôi phái vậy được không? Tôi phái gì đó. Ở cuộc đời này cái gì cầm theo đâu. Nên cái gì dùng cho chúng sanh được thì cứ dùng hết đi. Hôm qua người ta cúng dường đâu một số giày dép mà La Hán ấy, cũng đẹp lắm, cũng nhiều lắm, thấy nguyên một đống đó. Nó một chút ăn cơm xong đi ra tùy duyên nghe, sợ đông quá không đủ, nhưng mà tùy duyên ai có được thì nhận. Thấy cái đôi giày da La Hán đẹp lắm nha, nó mang đôi giày đó mà đi đến đây tu cũng đẹp lắm. Thấy giày mũ đẹp ghê, thấy nguyên một đống bên kia người ta cúng dường kìa. Thật sự mà nói với cái cuộc đời này, bây giờ nhà Đức nói nhà Đức có cái gì nhà Đức muốn tặng cho ta hết trơn luôn. Tặng cả cuộc đời này cho người ta luôn cũng được. Biết rồi, trời ơi, bây giờ mang cái thân này cuối cùng cũng bỏ mình. Hiểu rồi. Nên bây giờ là phải cố gắng tu hành, làm những việc phước duyên. Đây là cái chỗ cầm theo được nè. Nên bây giờ mình nghe gì rồi, tất cả người xuất gia, hàng cư sĩ, chúng ta cố gắng tạo phước duyên đi. Cuộc đời chúng ta sống nay chết mai, mà giờ cố gắng đi quý vị. Hàng cư sĩ cũng vậy, đừng có nặng với cái giàu sang trong cuộc đời này nữa. Bây giờ nghe Phật pháp đừng có nặng với cái giàu sang trong cuộc đời này nữa. Đẹp xấu gì kệ nó, miễn chúng ta biết tu là ngon rồi. Miễn cười là ngon rồi đúng không? Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà. Cười lên à, cười lấy đẹp á. Nó quay phim này cười dễ thương ghê chứ. Không, đúng là lâu ngày không gặp, gặp lại cũng như xưa. Thấy chưa? Mấy bà đó cũng cười dễ thương ghê luôn á. Không mà công nhận cái ông thầy hướng dẫn thì sao, Phật tử Iran nha quý vị. Nhìn cái đại chúng của mình sao nhìn người nào cũng đơn giản dễ thương, không có ai mà kem phấn lè lẹt cái chứ, ngộ dễ thương ghê luôn á. Cả những đức coi những cái hội chúng, một số người giảng dẫn là lè lẹt nha quý vị, nhưng mà riêng cái hội chúng mình mấy cô tu càng trẻ là những đức hiểu rồi, hiểu mấy cô à. Cái tâm mấy cô an lạc nè, rồi về biết thuận hòa với chồng con nè, thấy không? Rồi nghe Phật pháp rồi về vui vẻ trả nợ này, đúng không? Chắc chắn mấy cô làm được điều đó, bởi vì càng ngày càng đẹp. Thấy chưa? Cứ vậy mà làm đi, khen mấy ba đẹp, mấy ba phái, ba cười. Không? Từ đó đó mà cứ mỗi tuần chủ nhật đi về đây là gì? Tích tụ năng lượng, nghe không? Tích tụ năng lượng. Bây giờ chúng ta còn ngồi ở đây là đặc biệt lắm.
Một số người mà ở phương xa đồ này kia mà người ta cũng về đây nè. Hôm qua có phải đoàn ở Sóc Trăng về đây 30 người, 30-40 người rồi đoàn ở Tây Ninh rồi người ta về đây người ta tu, người ta ở người ta tu. Mà nằm dưới đất, quý vị biết không, nằm dưới đất không có giường, nằm trong lớp đệ tử quy. Vậy mà ai cũng vui vẻ, thanh niên rồi mấy cô trẻ đồ gì mà về tu, rồi tóc vàng tóc đỏ mà cũng vô tu luôn. Cái chùa mình lạ ghê thiệt chứ, không? Mấy chàng thanh niên mà tóc vàng tóc đỏ cũng vô tu ngon lành lễ Phật kính liệt luôn. Hỏi mấy chú thấy mua đen quá mà vô đây tu được ngon quá. Nói con giờ phải niệm Phật thầy ơi, thế gian nhiều kiếp nạn quá trời. Nói cũng hay quá. Thế gian nhiều kiếp nạn quá, giờ phải tu hành mới được. Đúng rồi, nó chuyến này đi vô chùa chuyến gì ăn chay luôn đi. Giờ có nhiều người ta nói ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Những đứa có nuôi mấy đứa nhỏ bên kia kìa, đứa 12 tuổi 65 kg, đứa 14 tuổi 85 kg, đứa 11 tuổi 57 kg, thiếu chất dinh dưỡng hả? Những đứa nói ăn chay nó mập ác đạn luôn chứ thiếu chất dinh dưỡng. Mấy cô trong chùa mình có ai thiếu chất dinh dưỡng không? Nhìn bà nào bà nấy tròn vo như hộp mít. Mấy chú trong chùa mình thiếu chất dinh dưỡng hả? Mấy ông thầy chùa mình thiếu chất dinh dưỡng hả? Những đứa thiếu dinh dưỡng hả? 74 kg là thiếu dinh dưỡng. Bây giờ phải dừng lại nè, không cho mập nữa. 80 kg sợ lộn mèo, lại không nổi. Bụng bự rồi. Ăn chay thôi mà bụng bự hơn uống bia nữa. Ngày xưa uống bia bụng không bự mà giờ ăn chay bụng bự. Rõ ràng á vị ơi, cái bụng bự là do cái gì? Cái bụng bự là chắc cái tâm mình lớn hay sao? Ngày xưa uống bia nhiều mà tâm nhỏ nên bụng không bự. Mà từ khi đi tu giờ tâm lượng càng mở rộng mà tự nhiên bụng bự, ngộ ghê. Bởi vì mấy cái bà mà có bầu là bụng bự. Tâm lượng lớn. Em bả cười, bởi vì mấy cái bà có bầu là tâm lượng lớn. Mấy bà khổ gì mà mấy bà vẫn phải có bầu để sanh con cho chồng. Tâm lượng mấy bà đàn bà lớn. Từ nơi đó mà mấy ông phải thương hết lòng hết dạ. Tại vì sao người ta vì mình mà ta dám mang cái bụng bự. Tâm lượng này lớn lắm. Bởi vì cái bà kia bỏ mang bầu đi nệ mới gặp như đứa nói thầy ơi thầy. Thầy vuốt cái bụng giùm cho con dễ sanh đi thầy. Không biết ai kêu bà, không biết bà lỡ ai kêu mà nói thầy ơi thầy mới đi mà bắt eo nè. Mới đi mà dịnh cái bụng mới dứng á. Thì đến hồi sao cô đi cô dịnh cái bụng kỳ nó. Tại vì cái kiểu mua đen mang thai là gì đó thầy. Kiểu mua đen mang thai là đi phải dịnh cái bụng dưới lại. Mới mang thì chưa dịnh. Nhưng mà khi mà bụng bự như con là phải dịnh đi. Vừa dịnh nê đi vậy đó. Nên bà lỡ nó thầy ơi thầy vuốt cái bụng con cho dễ sanh đi thầy. Nhân Đức nói vô cái bụng chưa dễ sanh bằng đuôi cú lên đầu cô cái. Cô nói cú lên đầu con đi thôi. Trời chú sanh tội nghiệp nó ghê mình. Xong mà nói niệm Phật mới dễ sanh. Cái tâm hiền dễ sanh. Lúc mang thai đừng có bực bội, đừng có giận hờn ai dễ sanh. Sanh đứa con gương mặt tươi vui dễ thương nghe không. Đừng có giận chồng, đừng có trách ai hết trơn á. Đừng có câu có khó chịu với bản thân gì hết. Thấy không, lúc mang thai vui vẻ tâm tư nhẹ nhàng dễ sanh. Còn Nhân Đức vuốt nó cũng không có dễ sanh đâu. Cú đầu cũng không dễ sanh đâu. Mà Nhân Đức khuyên cô á, hiền, niệm Phật, tâm tư vui vẻ, an lạc mới dễ sanh nghe không. Nhưng mà kệ thầy cứ vuốt đây đi thầy. Trời ơi, bà sao mệt ghê luôn á. Bà vậy đâu mà gan ghê, nó nói gì rồi mà còn kêu vuốt nữa. Thôi đại vuốt đi ma. Trời ơi. Ồ tội nghiệp thấy ghê mà công nhận cái người đàn bà bầu hồi xưa giờ mình mới đụng cái bụng lần đầu nghe. Mới đụng cái bụng đầu tiên của cái bà bầu luôn á. Từ nhỏ tới lớn mới đụng lần đầu tiên cái bụng bà bầu á. Đụng vô cái bụng bà cứ ngắt rồi quý vị ơi. Thầy vuốt cái bụng bà thấy cái bụng bà cứ ngắt à. Thầy bà cứ năn nỉ hoài. Nó thầy ơi vuốt giùm con nó kêu hoài mà giờ tội nghiệp bà quá. Mình thấy gì mình vuốt đại mà cái bụng cứ ngắt à. Xong mình thấy gờ cái bụng bà tìm cái. Gờ cái nó nói sao bụng bà cứng như nó. Không biết sao bụng cô cứng quá thầy á. Đúng là khổ ghê tội nghiệp người đàn bà vô cùng á quý vị. Nên mấy ông phải thương vợ nghe không. Nhiệt tình hết lòng mà thương vợ nó. Tại vì người ta mang bầu người ta đẻ chữa khổ lắm mấy ông ơi. Nó phải sống hạnh phúc và chung thủy với người ta, tạo điều kiện cho người ta tu hành. Nên những đức nói rằng những cặp vợ chồng mà vô chùa mà biết tu thiệt, thật sự mà nói hạnh phúc thiệt. Bây giờ là vợ chồng của nhau mà biết tu mà cầu sanh cực lạc quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị đang ngồi đây và quý Phật tử khắp nơi được coi qua cái bữa cộng tu gì. Ai cũng nghe được Phật Pháp và nên phát tâm niệm Phật ha. Rồi dụng công hai thờ, mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp 2 buổi bị cố gắng nghe để gầy dựng tín nguyện niệm Phật.
Và năm nay phát tâm rộng lớn, rủ người, mỗi người nên rủ chân thật, rủ người, rủ càng nhiều càng tốt, rủ đi đến đây để chúng ta lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và nguyện Tam Bảo giang hộ cho quý vị khỏe mạnh để mà tu hành, rồi sống tốt đẹp an vui, rồi hướng về thế giới cực lạc, và điều hẹn gặp ở thế giới cực lạc hết nha. Dạ, A Di Đà Phật. Và chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh